Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại kênh Las Vegas Cuộc Sống Mỹ. Các bạn ơi, hiện tại mình đang ở New York và chuyến bay hành trình từ Las Vegas đến Paris bây giờ tiếp tục phần 2 nha các bạn. Tại vì video trước dài quá rồi, còn nửa tiếng rồi, nên là mình tiếp tục phần 2. Video trước cũng nói á, mình đang đợi ở cái ga số 11 đúng không? Thì bây giờ nó đã đổi ga rồi các bạn ơi. Đây là cái chuyến bay đến Pháp của mình nè. Đó, 9 giờ 47 phút. Nó ghi on time. Mới nãy ở gàng nó là ga 11, bây giờ nó đổi là ga số 8. Cũng may là chồng mình hả tinh ý nha, kỹ nha. Lâu lâu qua ngó rồi nó có đổi hay không á, cho nên là cũng hên. Đó, bây giờ mình đợi thêm chút xíu nữa. Mình đợi khoảng chừng 1 tiếng hay tiếng hơn nữa là mình được lên máy bay rồi. Hiện tại là hai cha con đang ngồi nghỉ ngơi. Gia đình thì đang coi iPad, đang coi virtual hoạt hình này nè. Mình đi sạc pin này nọ để mình cắt edit video luôn. Mệt lắm rồi, gia đình mệt lắm rồi. Giờ mình lên máy bay này mình đi ngủ ha. Rồi, sắp tới giờ rồi, giờ mọi người đang chuẩn bị xếp hàng, chuẩn bị đi vô các bạn ơi. Mình cũng là vô cuối cùng luôn. Mình là F, group F cho nên là vô cuối cùng. Người ta từ group A đến group F, mà mình group F là group cuối rồi. Trời, muốn coi đi bấy của cựu tổng thống Trump và phó tổng thống ghê luôn á. Mà bây giờ chuẩn bị sắp lên bay rồi, cho nên không biết là chắc phải đến Pháp rồi mình nghỉ ngơi mình mới được coi lại cái mọi người mà dịch lại tiếng Việt đó, để cho mình coi lại cái hai người tranh luận này như thế nào. Bay thì bay chứ, nhưng mà vẫn coi tranh luận bầu cử tổng thống Mỹ ở bên nước Mỹ đi các bạn. Năm 2024 thì bầu cử tổng thống Mỹ, năm nay thì mình được đi bầu rồi các bạn ơi. Rồi sau khi kiểm tra passport và vé thì bây giờ mình sẽ đi vô hàng là cánh chìa bà bà để hàng vai chữ xỉu không mẫu. Cánh chìa bà bà mà máy dẫn nhanh lại đây hàng vai chữ xỉu, máy xin hàng dẫn đúng không? Trời ơi, gia đình sắp tới Pháp rồi nè. Đi luôn cái chuyến bay này là gia đình tới Pháp rồi nè. Almost coming, Paris, I'm coming, I almost. Almost, I'm coming. It's Paris. Paris. Are you happy? Happy. Gia đình very happy. Gia đình so happy. Super happy. Why you super happy? Why? Because Paris, I'm coming. Giờ mình đang xếp hàng để đi vô. Hình như lần này cái ghế của mình cũng nằm ở gần khúc cuối á các bạn. Chị Đình nói là đi máy bay sẽ rất là mệt. Nhưng tại thầy sáng phủ diện hậu thì dạo mới vậy à. Hối sắm đó, tù giỏi lắm à mấy. Anh tạo một cơ sở mà xin chia. Mình muốn quay lại những quá trình mà chị Đình hả đi một mình này nè em đi. Ồ, cái chuyến bay này nó có hai lát luôn các bạn. Đó là những cái ghế này có lẽ là xám sọc. Say sorry. Hàng đó. Đình tự nhiên nói chuyện lớn tiếng hết rồi. Ở đây như có mấy cái chỗ mà dành cho hãng thương gia các bạn.
Có ghế, giường nằm. Bây giờ mình xếp hàng, mình đi tới khúc cuối rồi, nhưng mà đây còn rất là đông các bạn ơi. Rồi, chồng kiếm được chỗ rồi. Bây giờ là cất đồ vô. Rồi, giờ mình để tới mì á, mì dư. Tại sao không mua? Ở đây nó cũng có hai dãy ghế đó các bạn. Một dãy là ba ghế. Nhưng mà cái máy bay này hình như đẹp hơn cái máy bay mới nãy ha, được không ha? Hả? Nó có chuẩn bị cho mình. Ồ, có cái mền nè. Rồi có tai nghe nữa không? Tai nghe đâu? Cái này không? Cái này, tai nghe không? Cái này là sorry. Cái này là iMac. À, đồ đeo che mắt để đi ngủ. Chưa đừng có mền luôn. Ở đây có sạc luôn, có đồ sạc pin luôn. Là cái chuyến này bay này nó sẽ thoải mái hơn là cái chuyến mới nãy. Thấy Khải Hoàn Môn luôn nè, Paris nè. Ok, bây giờ chuyến bay này là mình sẽ ngủ nha. Cái chỗ này mình thấy nó cũng hơi rộng hơn mới nãy nha các bạn. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị bay qua chuyến bay qua bên Pháp nha. Sắp tới Paris rồi. Rồi bây giờ gia đình mở ra, mở coi cái đó có cái gì chổng nha. Mở được không? Rồi tắt mình làm đi. Cái gì đó nhét cái lỗ tai á, chắc là con gì chạy đang đi chạy một thùng mà gì kia. Nó bị nhầm chào thêm ai đó quá em ơi, con nhầm chào đây ơi, anh cao chế gì con nhầm anh cao chế gì nhầm anh cao mất rồi kìa. Chế gì nhầm mà chế gì nhầm anh thanh cao mất rồi kìa. Chuyên gió, chuyên gió. Wow, cũng len quá. Trời, cái chép blue này nhìn dễ thương quá à. Có hủ đen rồi. Nó nhét vô lỗ tai nó không phục. Nó bị chạy. Chim chạy. Chim chạy đâu? Tượng siêu đúng vô quá. Thích không? Thích cái này không? Cái này đẹp quá trời luôn ha, đẹp hơn cái nhà luôn ha. Ủa, sử dụng siêu giật. Siêu giật, chán ghê, siêu giật hoài. Siêu giật. Chi có gì thì về chi. Giờ mình trên cái máy bay này mình ngủ nha. Mình ngủ mình mở mắt ra là mình đến Paris. Ông sorry con. Không lấy thôi. Giờ mình giờ chúc mình ngủ. Chúc mình ngủ được không? Chúc mình ngủ xong cái tới máy kêu dậy là mình tới Paris rồi, hiểu không? Là chúc phải đi ngủ nha, hứa với má phải đi ngủ nha. Ok, má mệt quá, má cũng muốn đi ngủ rồi, ba má cũng phải đi ngủ. Ủa tôi không nhiều. Vậy đi, ok, hứa nha, đi ngủ nha, hứa má đi ngủ nha. Chuyến này đi ngủ nha, ok, tải danh nha, ngủ nha. Rồi, người ta có cho tai nghe luôn nha, chuyến này là có tai nghe nha các bạn. Khi mà nhà mà má. Khi mà nhà, rồi. Màu xanh đẹp quá. Màu xanh đẹp quá, giống ra con chị Đình quá em ơi. Giống không? Hợp không? Hợp em có áo gì đèn đâu? Đó, đừng có giật. Chút má khỏi nghe luôn bây giờ. Rồi ok nha. Máy bay chưa bay, mình được coi live trực tiếp luôn. Các bạn tranh luận mà không hiểu gì hết. Các bạn coi lại hả? Kiệt xúc. Phải có dịch mới được, chứ không là không hiểu gì hết. Bây giờ máy bay chuẩn bị ra đường băng. Chị Địch đang coi gì? Đang coi xe. Mình thì đang coi debate. Chồng thì đang coi phim. Trời, lên máy bay này toàn nghe tiếng Pháp không các bạn? Nghe tiếng xí xô xí xả tiếng Pháp không à? Chị Địch ngủ dậy là tới Pháp nha chị Địch. Ok.
mình sẽ băng qua Đại Tây Dương xong rồi mình sẽ đến Pháp. Bọn ngủ rồi kìa, hàng mắt sập rồi nè. Hàng mắt sập rồi. Mà ngủ không? Đó, ngáp rồi nha. Ơi, ngáp rồi. Chuyến này chắc ngủ ngon. Rồi nhá, bây giờ bọn ngủ rồi. Máy bay chưa cất cánh mà gia đình đã muốn sụp nguồn. Mới nãy nhận được thông báo là sẽ bay trễ 30 phút á. Thì bây giờ là mình đang bắt đầu ra đường băng từ từ rồi. Là chắc là bây giờ chắc chuẩn bị bay luôn rồi chứ chắc không. Nhưng mà các bạn coi nè. Đó. Chưa bay gì trơn, là gia đình là lăn ra ngủ rồi đó các bạn. Phê quá, mệt quá rồi. Thôi kệ đi, ngủ một giấc đi con, ngủ một giấc là tới Pháp. Gia đình đang nôn lắm luôn. Trời cũng đã sáng rồi đó các bạn.
bạn ơi, mình đã đến rồi, hạ cánh an toàn nha các bạn. Đến Pháp rồi. Đến Pháp rồi. Đến Pháp rồi. Trời các bạn ơi, bây giờ ai cũng xuống hết trơn. Là gia đình mình là xuống cuối cùng. Tại gia đình không được khỏe. Tôn Mai à, Tôn Mai. Ủa đây là hai class nè các bạn. Ồ, hoặc là được nằm cả. Thank you, bye bye. Ôi, chỉ là cái này đi ngoài địa thì ok hơn là đi nội địa nha. Nội địa trời ơi, cái xe ghê quá. Thank you. Go go go. Thank you. Tới Pháp rồi, nghe tiếng Pháp không? Tắt tắt tắt. Còn đi qua hải quan nữa để lấy hành lý. Đến Pháp rồi các bạn ơi. Đến Pháp rồi nhưng mà giờ chưa đặt chân xuống dưới đất Pháp. Mình vẫn còn ở đang ở trên chào ông bà cô chú. Ôi giờ đèn nó gặp mặt. Con đến đâu rồi? Con đi đến đâu rồi? Con đi đến Pháp. Trời ơi, bác hả? À. Vui không? Vui. Vâng, ra ngoài kiếm tay tay nha. À. Ra ngoài kiếm tay tay. Ba ba đi đâu rồi? Bây giờ đi kiếm tay tay. Ba ba đi đâu rồi? Giờ đi kiếm tay tay. Giờ mình phải đi kiếm kiếm chỗ đi qua hải quan. Hả? Ồ. Gì? À, đang bước chân ra ngoài hả? Nó có cho ra đâu. Chưa đặt chân được tới Pháp. Đây cũng còn đang trong sân bay. Bước chân đặt chân lên cho tới Pháp. Pháp rồi. Gì? Tới Pháp rồi mà chưa đặt chân qua. Chưa đạp chân lên, cái này không phải. Nè, cái này mình phải đây đây đây. Cái len này nè luôn đúng hả? Nè, cái len này nè. Mình phải đi theo cái len của Mỹ nè. Oh sorry. Ok, bây giờ cái này là không cho quay. Không cho quay nha các bạn nha. Hải quan rồi các bạn ơi, đóng dấu bình thường nha các bạn. Chỉ hỏi sơ là mình đi đâu thôi. Thì mình nói mình qua đây thăm chị mình. Chị mình sống ở đây 20 năm rồi. Thì chỉ có như vậy thôi. Đó thì đó đóng dấu rồi. Đó là welcome to France. Ok, bây giờ mình đi ra lấy hành lý nha. Rồi bây giờ mình đi lấy hành lý của mình đâu. Để biến phim fan Mỹ fan. Chết cậu kìa. Mà lọt sai lại là chết luôn. Số 5. Số 5. Cái gì mà mát à, xin dành ra ha. Bà chế hơi chậm lại đi ạ. Ủa chị mỏi gì? Wow. Cái gì mà má này á. Số 5. Cái gì mà má? Ủa hộ. Số 5 mà lúc cốt đi đâu vậy? Do not
Đây thấy số 5 rồi nè. Ôi đây đông quá. Lấy hành lý xong rồi mới đi ra. Ra ở đâu? Ra bên ngoài bên kia. Giá mà tự vô lõ hàng lại xin xin học. Kể kể lũ cúng, lũ cúng, lũ cúng. Rồi xin. Mình chia ra. Mình chia ra, lấy đồ à. Dạ. Ai thấy đồ tặng đây. Cũng duyên quá. Rồi cái hành lý của mình bên kia kìa các bạn. Đó, xa xa đó. Còn mình nó lẻ loi tại vì mình xuống cuối cùng mà. Ai cũng đi dễ trơn rồi. Mình xuống cuối cho nên là bây giờ over there. Rồi cuối cùng đã xong rồi nè, giờ hành lý xong rồi mình chuẩn bị đi ra. Mình bước chân vô nước, bước chân, bước đạp đạp chân lên nước Pháp nha. Ok. Chị sẽ ngồi lên đó luôn không? Ai nên nó sợ lắm, nó không dám ngồi đâu. Đi. Học tia bên đây mà. Mama đi, đi nó đi 6 giờ thôi đã chẳng kêu cho mình có đi nè. Thôi đi nè. Hả? Sọc tia mà acid mà. Mấy sản phẩm thông tổ à? Dùng vô bộ. Dùng vô bộ mà. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài các bạn ơi. Rồi kiếm bà chế ơi. Chế đâu rồi? Chế đâu rồi? Chế đâu? Chế đâu? Chế đâu? Chế đâu? Ta ta đâu? Ta ta đâu rồi? Rồi. Ta ta đâu rồi? Không thấy ta ta. Ta ta đâu? Ta ta đâu? Anh chị mà má. Ôm lệ lệ. Ủa, ta ta đâu rồi? Hay là phải ra ngoài nữa hả? Rồi thấy rồi nè, thấy rồi nè. Vậy ta ta. Đó ngoài ta. Vậy ta ta kia, ta ta kia. Ta kìa. Em ôm ta ta đi, ta ta. Merci. Xin merci. Yeah. Rồi tới rồi, tới rồi. À dạ, tới rồi, tới rồi, cuối cùng cũng tới. Mai tới đón rồi. Đi đi đi, đi thẳng đi thẳng. Dẫn nó đi ngàn ơi. Nó muốn ói. Ừ, nó chỉnh xe nó. Ở trên máy bay nó ói miếng rồi. Lúc mà mới vừa đáp xong nó ói. Tới rồi, tới rồi. Rồi vô pha cốc thì nha. Đã nha. Pha cốc thì nha. Chúc cái hả về hai đứa mỗi đứa cầm cái cờ cái trao đổi quà cho nhau. Phải không? Trao đổi quà cho nhau hai đứa. Mỗi đứa hai cái cờ. Ok giờ tới rồi nè, giờ mình lên xe để mình đi về nhà thôi. Giờ nhảy xuống. Trời ơi vô nước Pháp rồi nha, vô nước Pháp rồi nha, vô kìa. Vô nước Pháp rồi nha, vô nước Pháp rồi nha, tới nước Pháp rồi nha, tới Pháp rồi nha. Đặt chân tới Pháp rồi nha. Rồi tới Pháp rồi nha, thấy mặt mũi đầy đủ rồi nha. Đó, chị định tới Pháp rồi. Cờ đâu đâu cờ đâu cờ đâu có khi đâu cờ đâu cờ đâu yeah tới Pháp rồi. Giờ mình chi chuẩn bị đi về nhà. Rồi mình đã tới, mình thấy Bella ngon. Bella nhau chi Bella Bella năm trăm g quá rồi. Ê muốn trái chị chi ghẹ tôi chị hơi nha. Muốn trái chị tí dễ chơi chị hơi nhai nó hơi ngạo lắm vậy thì ngạo thôi đó. Thì muốn trái chị xí dễ bả tay đi. Nó có gì cho nó ăn đồ ăn của nó không? Đó. Bé la ôi trời bé la bé la bé la mấm 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 bé la mấm mấm ô bé la không ăn mày
pizza. Này nhìn chát xíu xíu đi. Nhìn chai con sấu rồi mình. Anh con sấu lái lái cú lái cú sao chẳng lái cú sao chẳng. Chị định cho biết là ăn kìa. Chị định cho biết là ăn kìa. Đừng cho biết là ăn kìa. Hết không? Nó mê bê la lắm mà, phải không? Hết bê la không? Kêu bê la ăn đi. Bê la mong gì mong gì. Bê la mong gì mong gì. Mong gì. Mong gì. Bê la mong gì. Nó mó tụi bé la này nè. Rồi đi có cái sổ mó bé la đi. Hèn hén. Bé la nó đòi ăn. Ăn giống gì? Ăn gì là? So cute. Má mắt son lắm. Mắt son cao lì quả nè. Rồi, đi bà má sấu đi. Bà má sấu à. Xấu. Xin chào Vinh nha. Vinh nha, ca len, ca len. Bà là ca len, ca len, ca len, ca len. Ca len, bà là, bà là, bà là, bà là, bà là. Ồ, bà là. Ca len, ca len. Ca len. No. Con vua bác son. Trời ơi bác son. Trời ơi có hai đứa rồi. Hai đứa nó ngồi nó chơi kìa. Chơi gì kìa. Rồi. Hai người đổi cờ cho nhau đi. Trao cờ đi. Rồi tẩy đi. Buồn đi. À. Hai xong. Làm lạm. Làm. Thế xem. Bisou. Không hỏi xong mà coi lại chuyên coi lại những sở nè. Coi lại lỡ có khỉ mã xài, Ok cao lại, khỉ mã xong cao lại. Cái gì cái khỉ đây? Siêu. Ủa thiêu diễn đủ sợ. Hát xong. Nào chi mắc xong không nhận nè. Phải đi chế chị con mì nè thấy mình tụ rồi. Pi ba mắc xong. Hay đó. Siêu. Hát xong. Trời ơi hai người đổi cờ cho nhau kìa. Vui không? Vui. Vui không? Vui. 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 Vui